Cùng với hơn 1.700 thanh niên trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 3 tháng 3, huyện Cao Phong tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Đến dự có các đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Về phía huyện Cao Phong có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy. Năm nay, công tác giao nhận quân của huyện Cao Phong được thực hiện gắn với việc chấp hành theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Từ hôm qua, Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ sân vận động, khu vực tổ chức lễ giao nhận quân cũng như xe của các đơn vị đến nhận quân. Mọi người đến tham dự lễ giao nhận quân đều nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang. Trước khi vào khu vực sân vận động, 100% tân binh đều được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt theo đúng hướng dẫn quy định của cơ quan cấp trên. Với các tân binh lên đường nhập ngũ đều hồ hởi xen lẫn tự hào, khát khao cống hiến sức trẻ, tiếp bước cha anh thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Triển khai công tác tuyển quân bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp trên địa bàn huyện Cao Phong đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chặt chẽ ngay từ đầu, bảo đảm công bằng, khách quan và đúng luật. Qua đó, huyện Cao Phong đã tuyển chọn được gần 130 thanh niên trong tổng số gần 280 thanh niên trong độ tuổi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại 7 đơn vị là Sư đoàn 395 Quân khu 3, Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, Binh chủng Thông tin, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Cảm giác của em rất là vui và tự hào khi mình được vào nhập ngũ, thì mình vào trong ấy mình sẽ phấn đấu, mình sẽ tích cực hơn, mình cố gắng. Khi mà Bác Hồ, ngay cả Hồ Chí Minh cũng chủ tịch cũng đã nói rồi, mình phải quyết tâm được trải qua một đời lính, mình sẽ tự hào hơn, mình sẽ tự tin cao hơn, trưởng thành hơn trong đấy. Cảm xúc thì cũng vui cũng buồn vì xa nhà một thời gian. Khi vào đơn vị thì phải cần nỗ lực học tập, rèn luyện tốt ạ. Kỷ luật tốt ạ. Theo đánh giá, chất lượng tân binh năm nay được duy trì ổn định và có phần nhỉnh hơn so với mọi năm. Trong gần 130 tân binh của huyện Cao Phong có 12 đồng chí là đảng viên, 30 đồng chí đã được bồi dưỡng kết nạp đảng, 100% tân binh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong cái quá trình công tác thâm nhập để tuyển chọn thanh niên đi nhập ngũ của huyện Cao Phong cũng như là trong năm nay cũng như các năm vừa qua ấy, thì qua cái quá trình mình được ở Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn để giao nhiệm vụ về thâm nhập tuyển quân, thì nhìn chung ấy về đến huyện Cao Phong thì được các anh trong Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng như về đến các xã là các anh chỉ huy trưởng của các xã rất là nhiệt tình giúp đỡ trong cái quá trình công tác thâm nhập để tuyển quân. Nhìn chung về cái chất lượng thì từ phẩm chất chính trị cho đến về cái sức khỏe, ngoại hình, nhìn chung là cũng có nhiều cái có thể nói là tương đối là tốt. Thì mình đánh giá là cái công tác về của thanh niên ở đơn vị ở huyện Cao Phong là tương đối là đảm bảo là tốt cho các đơn vị về tuyển chọn nhận quân. Trong chiến tranh cũng như hòa bình, thanh niên huyện Cao Phong luôn là lực lượng xung kích đi đầu trên các mặt trận, có nhiều cống hiến to lớn góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp bước truyền thống quê hương anh hùng, nhiều thế hệ thanh niên huyện nhà đã hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong môi trường quân đội, nhiều thế hệ thanh niên quê hương Mường Thàng đã phấn đấu trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong và ngoài quân đội. Đến 8 giờ 20 phút, lễ giao nhận quân của huyện Cao Phong đã hoàn thành toàn bộ chương trình một cách nhanh gọn, đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh, song vẫn bảo đảm tính trang trọng và ý nghĩa. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng đại diện các tân binh tiến hành dâng hương tại đền thờ liệt sĩ huyện.